shop7sao.com, shop game gặp dòng online uy tín chất lượng anh em ơi. Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì mình là Zen TV đây anh em ơi. Thì clip hôm nay nha, thì mình sẽ làm một hành trình mới xem xóm mà. Ok, thì bây giờ mình sẽ tạo tài khoản và là hành trình mới nha anh em ơi. Ok, ấn chơi mới này. Nát quá anh em ơi. Mạng như shit ý. Đồ vậy thôi, mạng như shit thật. Ok, thì mình sẽ chơi xóm ạ. Thì mình sẽ chơi tiềm năng siêu cấp Nhi Đồng đã, tiềm năng Nhi Đồng ạ, để con đệ khủng. Một tiềm năng Nhi Đồng, một đệ khủng này em ơi. Ok, thì mình sẽ cho anh ra mặt trai tóc dài như mình bây giờ em ạ. Thì 1 tháng à 2 tháng mình chơi cái tóc như người rừng. Ok, mình sẽ là Zen Nhi Đồng TV này, Zen Nhi Đồng. Đấy, ok, mình chơi tiềm năng siêu cấp tiềm năng Nhi Đồng ạ. Chơi tiềm năng Nhi Đồng để cho con đệ được khủng ạ. Đệ mình khoảng 5 điểm sức mạnh đi. Đấy. Ok, mình sẽ tạo mới này. Zen Nhi Đồng, hiệu hành trình này sẽ đỏ mà sẽ son. Ok, thì bây giờ mình sẽ nhận lại vụ đây anh em ơi. Ok bạn, thì anh nhớ xem clip mình nhá. Thì cuối clip mình sẽ tặng cho anh em món đặc skin 2 nhá, để anh em mọi là theo dõi mình, ủng hộ mình. Ok thì bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ này. Anh nhớ xem đến hết cuối clip để mình tặng anh em món đặc nhá. Một con đặc gọi là xương xương ạ, một là xương xương. Skin 2 là một xương 2 để atomic hoặc là KB gì đấy. Ok, thì mình sẽ làm nhiệm vụ nhân này. Thì hy vọng con nét này của mình nó đỏ mà úp rất nhiều đồ sao, với cả là úp đậy nhanh nữa, với cả là hy vọng nó úp sức mạnh nhanh để còn làm chùm Nhi Đồng C16 ạ, mình hy vọng là được vậy. Nó C16 ạ, có ai chơi tiềm năng siêu cấp Nhi Đồng chưa nhỉ? Từ đó Nhi Đồng các bạn thì kiếm ngọc cũng khá là ngon đấy. Ok, được 4 ngọc rồi lại. À, được 4 có 1 nhân rồi này. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi gọi là làm nhiệm vụ. Ok, thì bây giờ mình sẽ đăng ký tài khoản mà, sau đó mình sẽ quay tiếp cho em xem nha. Đó là đi hành đường dài em xem một xíu này. Thì em ạ, chơi server 6 này thì khá ít người chơi em ạ. Kiểu nói ít người chơi hơn một server khác ở server 3, server 1, server 1, server 2, server 3 khá đông người chơi em ạ. Server 8 cũng vậy, server 8 cũng mới ra ấy, thì khá nhiều bạn chơi luôn. Ui mà khá nhiều bạn úp đồ sao này. Ok, thì mình đầu khu không phải úp cho nên nên nhanh. Ô bác là trưởng. Khi mà úp dẫn ra đầu sao thôi em ơi. Ô trời ơi. Trời ơi. Ok, nhiệm vụ được gài mà làm hơi khó khăn một xíu. Ok, nhiệm vụ là phái em ạ. Ok, khu 9 em ơi. Đấm luôn em ơi, đấm nó lại. À, phải thử út được sao kiểu mới, út được sao kiểu chỉ mũi tên em ạ. Đây, đấm xem như nào là đấy, chỉ nhiệm vụ đấm vào mũi tên theo cái AD chỉ nhá. Đây. Mình sẽ gọi làm theo hướng dẫn của AD, chỉ vào để xem ra đồ sao không. Bên bất ngờ. Đối tạ đây bàn thờ ăn show đây. Làm theo hướng dẫn của AD xem sao. Này thì cầm sẵn đậu này nè. Ok, từ gào tiếp này. Trời ơi, đấm khá là vất vả. Này thì ok, được 4 rồi. Không ra đồ luôn, AD lừa đảo rồi em ơi. Ô theo hướng dẫn AD mà không ra đồ chết mình rồi em ạ. Ra đồ đi. Cha, ui 5 đùi gà. Còn 5 bát đùi gà nữa là xong. Cha. Ok, được 4 rồi anh em ơi, được 6/10 rồi. Ok, 6/10 rồi anh em ơi. 7/10 được gà rồi. Không có sơ đồ nào luôn, đánh cờ mấy con rồi không có đồ nào à, buồn dậy. Sơ đồ sao đi, xin đấy. Ok, được 8 rồi. Ok, ôi, được mấy? Ok, được 9 đi ra rồi anh em ạ. Ok, con TT, OJ, baby. Dạ, ok, thì là mình sẽ bụi em ạ. Không ra đồ rồi mà khá là buồn, không sao. Ok, cái tên khá là đẹp là Zen Nhi Đồng, đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ phải trả nhiệm vụ đây anh em ơi. Ok thì bây giờ mình sẽ đi mua tại anh em và sau đó mình sẽ phân tích anh em ơi. Ok em ơi, thì bây giờ mình vừa lên shop7sao lên shop7sao.com để mua một ạc về cho anh em tặng để tặng anh em anh em ơi. Đấy nhá, một con đặc gọi là khá ngon đấy ạ, 1 triệu 7 sức mạnh, 1 tỷ 7 sức mạnh này. Đây là atomic em ơi, đây em ơi, để atomic này. Ok, mình về nhà xem có đồ gì ở nhà không. Nên về nhà nhá. Mình vừa shop7sao mua ạ, nước này giá khá rẻ ạ, giá rẻ vãi lồn lên, nước này à. Có 100k ạ, 1 tỷ sức mạnh nhé, 1 tỷ 7 sức mạnh mà đệ atomic này, mà giá đúng 100k thôi mà, khá là rẻ em ạ. Các bạn nào muốn mua ạc thì đến shop7sao để mua nha. Thì em ơi thì ạc khá là rẻ luôn đúng không ạ? Ok thì mình tặng lại cho em nha, này không phải trang hết em ạ, chỉ có là mỗi đệ atomic thôi. Đi xem kỹ năng nào. Ồ, có sợ săn 7 này, cái căn 4 em ạ, khi nợ 1 nha. Ok thì mình sẽ tặng cho em này, bạn là cửa xem đầu tiên để nhận nhé. Cửa xem nhanh là mật khẩu luôn nha em ơi. Cái C7 em ơi, C7 đăng ký ảo luôn nhá. Đây em ơi, mình đăng ký mật khẩu cho em xem này. Ok. Đây em ơi. Đây anh em, tài khoản nó là 1tem@zin.zin nhá. 1tem@zin.zin em ạ. Đấy, tài khoản đăng ký mắc ảo luôn em ạ. Không đăng ký miền luôn, không đăng ký cờ mai luôn, đăng ký mắc ảo luôn. Chỉ về bộ chỉ nhận về chơi là khá là ngon em ạ. Ok, mật khẩu đó là mật khẩu 1S nhá, 1S8888A nha em ơi. Đó em ạ. Thì bạn là cửa xem clip đầu tiên mình nhớ đồ mật khẩu luôn nha em ạ, không bạn khác đồ mật khẩu bot đấy. Ok thì clip mình dừng lại nhá. Các bạn hay là yêu quý mình như này, lại một like này, một đăng ký, một chuông của mình nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và các bạn subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn.